Chỉ cách đây một tuần, Jennie vẫn còn chễm chệ với thành tích âm nhạc trên nền tảng Spotify. Thế nhưng mới đây, Rose đã chính thức vượt mặt chị em Blackpink để thiết lập kỷ lục mới. Ngày 30 tháng 10 vừa qua, tài khoản Spotify của Jennie Blackpink đã ghi nhận 37.721.803 người nghe hàng tháng. Điều này giúp Jennie vượt nhóm nhạc nữ 50/50 37,6 triệu để trở thành nữ nghệ sĩ K-pop có lượng người nghe hàng tháng trên Spotify cao nhất lịch sử. Cùng lúc này, Rose Blackpink cũng đã cột mốc 30.158.247 người nghe hàng tháng. Thế nhưng đến ngày 4 tháng 11, tài khoản Spotify của Rose Blackpink đã ghi nhận 40.116.624 người nghe hàng tháng. Điều này giúp Rose trở thành nữ nghệ sĩ K-pop có lượng người nghe hàng tháng cao nhất lịch sử Spotify. Theo thống kê, lượng người nghe hàng tháng của Jennie cũng đã tăng lên 39 triệu. Có thể thấy Rose mất chưa đầy một tuần để vượt mặt thành viên cùng nhóm. Tính chung cả K-pop, Rose chỉ xếp sau BTS 45,8 triệu và Jungkook 40,7 triệu. Lượng người nghe hàng tháng của Rose trên nền tảng phát nhạc trực tuyến lớn nhất thế giới tăng mạnh sau khi cô phát hành ca khúc APT cùng Bruno Mars. Trước khi APT ra mắt, tài khoản của Rose duy trì ở mức gần 3 triệu người nghe hàng tháng với hai ca khúc Underground và Gone. Chỉ sau 17 ngày, lượng người nghe đã tăng vọt lên trên 40 triệu. Một tuần nay, tài khoản của Rose vẫn tăng đều đặn mỗi ngày khoảng 1,5 triệu người nghe hàng tháng. Vậy nên Rose được dự đoán sẽ sớm vượt qua Jungkook và bám sát vị trí số 1 của BTS. Ngoài ra, APT hiện đã có 15 ngày liên tiếp duy trì vị trí số 1 bảng xếp hạng Spotify toàn cầu và có ngày thứ 11 đứng top 1 Apple Music toàn cầu và iTunes toàn cầu. APT có tuần thứ hai liên tiếp đứng đầu các bảng xếp hạng Billboard toàn cầu là Global 200 và Global US ngoài Mỹ. Rose là nữ nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên làm được điều này. Thành tích rất tốt của APT giúp Rose tái khẳng định khả năng và củng cố vị thế với vai trò giọng ca chính của Blackpink. Thực chất, Rose vốn là người được đánh giá cao nhất về âm nhạc trong Blackpink. Cô có chất giọng đẹp, cách luyến lấy đặc trưng và khả năng hát live ổn định. Từ lần đầu tiên solo 3 năm trước, Rose đã tham gia viết lời sáng tác hai ca khúc Underground và Gone. Nhiều năm hoạt động nhóm với Blackpink nhưng khi tách lẻ, Rose vẫn xuất hiện với hình ảnh quen thuộc là một cô gái ôm cây đàn và hát. Rose rời YG Entertainment vào cuối năm 2023 và ký hợp đồng với The Black Label, một công ty con của YG, cũng như hãng thu âm Atlantic Records của Mỹ để theo đuổi sự nghiệp ca hát. Cô cũng là thành viên duy nhất của Blackpink không tự mở công ty riêng, thay vào đó đầu quân cho các hãng thu âm chuyên tâm cho âm nhạc. Suốt gần một năm, giọng ca 9X gần như tạm ngừng hoạt động, ít khi cập nhật mạng xã hội. Đến tháng 10, Rose thông báo về full album đầu tay gồm 12 bài hát và APT là tác phẩm mở đường. Thông tin về APT được hé lộ vài ngày trước khi chính thức phát hành, không quảng bá rầm rộ, không nhá hàng để tạo sức nóng. MV được thực hiện đơn giản, chỉ với một bộ trang phục bức nền hồng chủ đạo. Khi hoạt động với Blackpink dưới trướng YG, Rose là nữ thần tượng được trau chuốt, trưng trổ về mặt hình ảnh. Những MV tiêu tốn triệu đô để sản xuất, những bộ cánh trị giá hàng tỷ đồng, những bối cảnh đầy mùi tiền đưa Rose và Blackpink trở thành những cô gái thời thượng dẫn đầu xu hướng. Đến khi solo, Jennie Lisa vẫn cho thấy họ là những it girl có sức ảnh hưởng lớn, diện những món đồ hiệu đắt đỏ. MV được đầu tư mạnh tay về bối cảnh. Lúc này, ca khúc solo của Rose lại mang màu sắc khác. Cô tập trung vào giai điệu, câu chuyện văn hóa, bản sắc cá nhân đằng sau một tác phẩm kết hợp với nghệ sĩ quốc tế. Việc Rose đầu quân về hãng thu âm của Teddy cũng được công chúng mong chờ. Họ đã hợp tác và làm việc cùng nhau suốt 10 năm. Teddy từng chia sẻ anh ấn tượng với Rose nhất vì sự chăm chỉ của cô từ trước khi ra mắt đến giai đoạn ra mắt cùng Blackpink.